con là ngôi thứ gì đâu có cứu đâu. Rất cảm ơn các bạn gái, các bạn trai bỏ nhiều thì giờ đến đây để ăn buổi tiệc của ông bố đi bác họ đãi. Con thì thuộc dạng chim non, không có nói vung vơ nhiều, chỉ nói 2-3 phút thì con chỉ có một điều để nói, đó là hôm nay mấy bác đến ăn tiệc còn một chuyện, nhưng mà cái thứ hai mấy bác mang đến cái sự may mắn, đó là giảm đất giùm cho con. Mảnh đất này gọi là Dragon Land, ở bên đó là Dragon Mountain, mười mấy năm trước chứ không thể tâm phát tâm để mà mua để tặng cho cộng đồng. Thì lúc đó con đã mua gần mười mấy chỗ đất, tới ngày hôm nay là nó gần hết con đường rồi, từ đây tới cuối con đường. Thì cái mảnh đất này con mới mua 100 acre khoảng mấy tháng. Thì hôm nay chủ yếu là mấy bác giảm đất để mà, và đồng thời con chưa bao giờ tuyên bố với tất cả mọi người hôm nay có bao nhiêu ông kính, bao nhiêu mấy bác ngồi đây. Con sẽ cuộc đời của con tiền dành dụm lâu nay mấy chục triệu, mấy cơ này 500 mẫu này lại cho 100 triệu họ, 100 triệu dân Việt Nam, 100 họ người Việt hải ngoại, đều bác nội ai có duyên đến đây. Và đồng thời hôm nay lời của ông nói, mấy bác có cần đến đây để sinh hoạt hay làm tiệc cưới hay là hội họp gì cứ tự nhiên. Mảnh đất này nó có 6 nguồn nước mineral, mấy bác không có cần mua nước ở ngoài, ở đây là xách xe tới là đổ. Và ở đây có đường đi lội lên núi, thì đó là cái ý bữa nay con tặng, đây là lời tuyên bố. Tất cả họ Ngô con đã để trong di chúc, mỗi đứa con nó có phần hết rồi, phần này là phần của 100 họ người Việt. Thì sau này những đời con đời cháu, những thế hệ trẻ trong tương lai sẽ có một nơi để mà về những lễ Tết Trung Thu, thường Trung Thu Tết tụi con cũng hay tổ chức ở đây. Thì con cũng mời mấy bác đó, và tuần nữa ai rảnh thì cứ tới, tụi con sẽ tổ chức hội chợ Tết đây. Và những cái buổi lễ như Trung Thu cũng vậy. Và ngày xưa khi con phát tâm mà để mua đất này, con có ý nguyện tại đất là phải có chủ giữ đất, nếu không á cái số lượng người Việt mình ở đây rất là ít, thì mỗi một ngày nó sẽ mai một. Và khi con ra đi lên 10 năm, 20 năm, 100 năm sau, mình có thể bị người Mỹ ăn hiếp. Cho nên con có ý định xây ngay chỗ này hoặc là tuốt ở trong kia một cái khu khoảng 1-2 nghìn để cho mấy người lớn tuổi mà lôn cơm con nuôi hết vô là không đồng. Thì con vẫn tiếp tục có ý định đó khi mà giấy tờ hợp thức. Tại vì con thấy những bác mà ở những tiểu bang tuyết mà muốn về Cali rồi phải ở chung với con cháu, nó không có tôn trọng, rất là buồn. Và đồng thời nắng ấm Cali có tình người, có Phật, có Chúa, có cộng đồng, có phở ở đây. Thì cái đó con vẫn tiếp tục tiến hành, nhưng mà con không biết thời gian bao lâu con làm được. Một cái chung cư rất là lớn, khoảng 1.000 người, thì phải có người Việt. Thì con cháu của những người, của mấy bác ở trong khu này sẽ vô. Thì từ đó con mới đúng tròn cái ý nguyện, mới giữ được 500 mẫu đất này. Nếu mình không có người của mình rất khó giữ đất. Thì con ra đi, hôm nay con còn đứng đây, thì con là người chịu xào. Nhưng mà đâu có biết thời gian sau, những thế hệ mấy đứa đệ tử nó không có biết rồi, người Mỹ kia sẽ từ từ lấn ép chúng ta để mà lấy đất trở lại. Rất là khó mua cái này. Mấy bác con không có nói kể công đây, nhưng mà những người Mỹ đây họ rất là kỳ thị, mua từ Chevron cho tới Thiên Long Sơn, ở đây là Thiên Long Thổ, Dragon Land. Thì thôi, con có mấy lời đó, là hôm nay con tuyên bố là một điều là con tặng mảnh đất 500 mẫu này cho cộng đồng Bắc Cali, Nam Cali. Và đồng thời mong mấy bác ráng khấn nguyện cho con tròn ý nguyện, tại vì mình mới được có nửa phần thôi. Cái phần còn lại mình phải mang người của mình vô ở, thì mình mới giữ lâu dài được. Thì phần còn lại thì để coi ở trên sắp xếp làm sao.
Ok, trả lại có họ đừng có nói chuyện nhiều, chống cộng quá, con nghe chống cộng biết con cũng chán. À, còn cộng sản nó đổi hay không á, người tính không bằng trời tính, tránh lúc nào cũng sẽ thắng, ta không bao giờ thắng. Ok, mấy đó mình nói buổi sáng thì hôm nay cứ vui, rồi mấy bác cứ ăn uống vui vẻ nha, con cảm ơn mấy bác với thăm con. Cảm ơn Ngô Tuấn Kiệt. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là bây giờ là chúng ta khai tiệc. Xin mời tất cả anh chị em chuẩn bị mình thực phẩm của mình đã sẵn sàng để cho bà con mình sử dụng chưa? Cờ vàng, cờ đỏ ai nở bỏ vàng, bỏ học ngang hàng cho phép nước. Tụi con là thế hệ chim non, không có đủ tư cách để cầm cái lá cờ này cắm trở về dinh độc lập. Mấy bác mới có đủ tư cách, mới xu vương, mới có thể là rất là quan trọng trong những thời buổi đầu. Khi 6 triệu người mà về Việt Nam đó, là nhờ mấy bác cầm về. Đó, con biết là gì. Còn hàng tuổi trẻ lớn lên đây như con đó là chỉ là chim gì chắc cánh, còn mấy bác đó là chim đệ bàn đó. Thì mấy bác khéo giữ gìn sức khỏe thôi nuôi rồi. Đó là sự thật đó. Lá cờ này sẽ treo gì trên đầu tập. Ai muốn cắn con một, bao nhiêu tiền ai con cắn. Xin mời cảm ơn mọi người. Để bây giờ chúng ta xin mời tất cả quý quan khách. Và chúng ta bắt đầu đi vào tiệc. Thưa quý vị, tự động đứng lên thì sơ vị. Vì vậy anh chị em họ cũng không lụng thuận, không có vấn đề tiếp theo cái kiểu của nhà hàng. Thì quý vị, ở ngoài đó có thực phẩm chay, thực phẩm mặn, quý vị muốn ăn món nào, quý vị chọn. Xin quý vị chịu khó chút nha, đừng buồn nha, vì chúng ta đây là sinh hoạt cộng đồng với nhau nhiều năm rồi. Dạ, thì nó không khác với nhà hàng, nó không có được thoải mái gì trong nhà hàng. Nhưng mà được nói chuyện tự do, được ngồi lâu, được tâm tình và được chọn món ăn theo ý mình. Okay, thank you. DVD, hai cái...